à bắt quả tang idol YouTuber hút thuốc lá. Hơm, đúng là tuổi trẻ. Nani? Ông chỉ nhìn vào cái xấu của người khác mà không nhìn vào cái đẹp của họ. Tôi biết ông tốt đẹp rồi, nhưng ông hút thuốc lá thì có gì tốt? Đây, để tôi cho ông thấy được lợi ích của việc hút thuốc lá. Mày thấy Bin Z hay mấy thằng rapper nổi tiếng không? Mấy người đó hay lắp kim cương hột xoàn đắt tiền nhất vào răng. Nhưng, mấy cái răng đó không đủ trình. Vì tôi hút thuốc lá sẽ được một bộ răng bằng chất lượng cao và ngầu hơn nhiều. À mà mày biết Phai Phai không sơ súng tăng đam, cũng như sơn răng bằng tăng đam thôi. Và có cả phổi nữa, nếu hút thuốc lâu thì phổi của tôi cũng sẽ được sơn và tăng cường sức khỏe. Còn cái nữa tôi sẽ được trang bị đó là hơi thở của thuốc lá khiến các chị em rụng trứng. Và cuối cùng, nếu ông nghe người ta hay nói có một người đàn bà hút thuốc lá nhiều năm đi qua bệnh viện gặp nhiều bác sĩ bảo người đàn bà đó sẽ không sống được lâu nhưng sau đó nhiều năm sau người đàn bà vẫn còn sống khỏe còn các bác sĩ đó thì đã qua đời. Bài học rút ra là gì? Hút thuốc sẽ giúp các ông sống lâu hơn bằng cách giảm tuổi thọ của người khác.